Ok, và hello xin chào các bạn, và chào mừng tất cả các bạn đã đến với cái trái nồi của mình nha. Đấy, thì hôm nay mình sẽ làm một cái video ngồi đây tâm sự với các bạn nha. Đấy, hôm nay là ngồi đây tâm sự chứ mấy hôm nay là nói chung là hết ý tưởng rồi các bạn. Đó, mấy hôm nay là hết ý tưởng rồi, không biết làm gì nữa. Thì chia sẻ thì cũng đã chia sẻ, nói chung là cũng gần hết rồi. Đấy, còn không biết cái gì là chia sẻ nữa chứ, cho nên là hôm nay ngồi đây tâm sự với các bạn. Đấy, các bạn còn cái ý tưởng gì mà về hamster rồi đó thì có thể inbox ở phía dưới nha, để mình có thể làm suy nghĩ, ngồi suy nghĩ làm cho các bạn xem chơi đâu coi ha. Rồi, hôm nay mình sẽ ngồi đây và sẽ giải đáp cho các bạn hai cái câu hỏi mà các bạn thường hay hỏi mình nhất đó từ trước tới giờ luôn. Đấy, hỏi nhiều hơn là hỏi mua thức ăn cho hamster nữa đó. Thì câu hỏi thứ nhất đó chính là mình là còn bán hamster hay là không, và cái thứ hai là tại sao là mình không còn bán hamster nữa đó. Hai câu hỏi này mà các bạn hỏi rất là nhiều, biết sao hỏi quá trời hỏi luôn. Để cho dù mình cũng đã trả lời trong một số video đó mà chắc các bạn đó vào sao hay là sao đó, cho nên là các bạn chưa biết đấy, cho nên là hôm nay mình sẽ làm riêng một cái video này mà giải đáp hai câu hỏi đó cho các bạn nha. Rồi, câu hỏi đầu tiên đó là mình còn bán hamster hay là không. Thì sẵn đây mình nói luôn là mình hiện tại thì mình không còn bán hamster nha các bạn đó. Thì và câu hỏi thứ hai luôn nha, đấy là tại sao là mình không bán hamster nữa. Đấy, thì vì mình người ta nói thường á là người ta sẽ bán hamster thì người ta mới bán vật dụng được, đúng không? Đó, nhưng mà mình thì mình không bán hamster mà mình bán vật dụng không đó, thì sao bán, đúng không? Thì nói chung á là mình làm video thì cũng có khá là nhiều bạn ủng hộ mình đó, ủng hộ video của mình. Tuy là mình hiện tại thì tiền YouTube thì mình chưa có nhận được một đồng nào đâu đó, nhưng mà chủ yếu là có tiền để mà làm video cho các bạn xem á, là mình chủ yếu là từ việc mình bán hàng cho các bạn. Đấy, các bạn rồi các anh chị cô dì chú thím gần xa đồ ủng hộ mình rất là nhiều đấy, bằng việc là mua hàng bên mình, mua thức ăn vật dụng rồi lòng đồ chơi đó, rất là nhiều luôn đó. Và từ đó thì mình có thêm chi phí để mà làm video cho các bạn xem đấy, thì cảm ơn các bạn hoặc là các anh chị rất là nhiều luôn đó. Thì mình thì cũng tạm ngưng bán hamster của một thời gian dài rồi, hình như là đến bây giờ hình như cũng được 2-3 năm rồi các bạn đó, một thời gian khá là dài đó. Thì trước khi mà mình nghĩ là mình cũng đã bán một thời gian dài rồi, hình như là cũng được 3-4 năm gì đó mà mình bán hamster với lại vật dụng luôn. Thì hồi đó thì mình bán là mình có lập một cái trại, mình để bên hông nhà mình bên đây nè. Đấy, ở chỗ mà mình quay đồ review dây chuột rồi đó, thì mình để bên hông nhà mình đó, mình làm một cái kệ rồi mình mua chuột rồi mình cho nó sinh sản luôn đó. Thì tại cái thời điểm đó thì chủ yếu là mình cho sinh sản là dầm cam beo các bạn. Lúc đó là cam beo người ta rất là thích đấy, thứ nhất là giá nó rẻ, thứ hai là người ta rất là thích, cho nên là người ta nuôi cam beo rất là nhiều. Với lại là mình cho sinh sản dầm cam beo với thứ nhất là nó dễ đẻ các bạn, để nó đẻ nuôi con rất là dễ đấy, cho sinh sản dầm cam beo rất là nhiều luôn đó. Và mình chủ yếu mình bán dầm cam beo rồi Winter Wild mình cũng có bán, Obia mình cũng có bán, Robo thì mình không có bán, tại vì thời điểm đó nói chung là mình chưa có là chi phí nhiều để mà đầu tư nuôi Robo sinh sản đồ đấy, không có chi phí nhiều. Chi phí mà để đầu tư một cặp Robo và để sinh sản nó khá là cao á, khoảng 200 mấy chứ, 200 mấy một cặp hamster sinh sản đó, khá là cao, cho nên là mình không có chi phí để mà làm. Còn chủ yếu là mình nuôi Robo Campbell rồi thôi. Thì mình nuôi rồi bán rồi sinh sản một thời gian, thì bỗng nhiên có một ngày các bạn, một ngày trời nắng đẹp trong xanh rồi đó, thì mình đi học về thì mẹ mình bảo là nguyên cái chuột của mình nó chết trơn rồi. Lúc đó thì mình rất là buồn các bạn, buồn chứ, mấy chuột mình đã bao nhiêu tâm huyết của mình vô cái nguyên cái trại nhỏ bé của mình mà bây giờ nó chết thì mình cũng buồn chứ, đúng không? Đấy, rồi thì cái lúc mà mình đặt cái trại của mình ở bên hông nhà mình á, thì mình tính toán sai các bạn. Đấy, tại vì mình để bên hông nè thì buổi sáng nó sẽ có nắng á, nó sẽ chiếu vào, và mình cũng có che cái chuồng của mình, nhưng mà mình tính toán sai là cái mình che nó không có được kỹ cho lắm, cho nên là nắng nóng quá rồi dẫn đến là mấy con chuột mình nó bị sốc nhiệt và nó chết hết luôn đó. Mình nhớ là lúc đó mình có nuôi hình như một con rắc, một con chuột rắc nữa, và nó cũng không chịu nổi và nó cũng chết. Cái đó là do mình tính toán sai quá đấy, rồi dẫn đến là đó cũng lỗ cũng nhiều á, lỗ hơi bị nhiều luôn á đó. Rồi từ lúc đó mình thấy mình cũng nản các bạn, nản lắm, nuôi thì bán cũng lời cũng chả bao nhiêu, lấy tiền thức ăn đồ rồi bây giờ nó chết chơi rồi mình cũng nản, và mình cũng gọi là tạm ngưng bán từ đó luôn, tạm ngưng bán từ đó. Và như mình tạm ngưng bán hồi năm lớp 8 hay gì đó, lớp 8 hay là lớp 9 gì đó, khoảng khoảng rồi đó mình không nhớ rõ ấy. Và tới hiện tại là mình năm nay mình học lớp 12 rồi đó. Thì trong quá trình mà mình nghĩ đó thì mình có suy nghĩ là mình có bán lại hay không đó, mình cũng có suy nghĩ chứ đấy. Nhưng mà trong quá trình mình nghĩ thì mình dần dần mình lên lớp 10 là lớp 11 năm rồi lớp 11
lớp 1 thì học sáng chiều rồi nói thôi con ngừng vẽ một thời gian luôn đi. Đấy thì có nhiều bạn nói mình đó là hè này anh lấy hamster về bán đi đúng không, nó lấy chuột hamster về bán đi. Thì mình thấy là nếu như mà mình bán lại thì mình sẽ bán gọi là bán dài luôn, bán hoài luôn, chứ mình không có bán dài 2-3 tháng hè rồi mình nghỉ thì cái đó mình không thích. Đấy, mình không thích bán vậy, với lại là mình muốn bán với những con chuột mà nó gọi là chất lượng, nó không có bị bệnh chứ các bạn, thì mình phải gọi là bán thường xuyên lâu dài thì mình mới gọi là bán được cái số lượng chuột nó gọi là đảm bảo sức khỏe cho các bạn. Còn bán 2-3 tháng hè thì nói chung là mình không bán gì đâu, mình không thích bán gì đâu. Đấy, các bạn cũng thông cảm cho mình nha. Đó thì dự tính sắp tới của mình đó là có thể là mình sẽ bán lại, ấy có thể là mình sẽ bán chuột lại, nếu như mình có thời gian thì mình sẽ bán chuột lại, và mình sẽ cũng là một cái trại nhỏ nhỏ như thế mà mình sẽ tính toán kỹ hơn đó, sẽ tính toán kỹ hơn và mình sẽ là cho nó đẻ ra những cái con chuột mà nó là chất lượng nha, và nó sẽ không có bị bệnh. Không bị bệnh thì các bạn mua về thì các bạn yên tâm, các bạn nuôi đó, sợ không sợ nó bị bệnh dịch hạch hay là cái gì hết đó, các bạn cứ yên tâm là về các bạn nuôi thôi. Đấy rồi, và nếu như mà khi nào mình bán lại mình sẽ thông báo trên kênh YouTube bé của mình cũng như là trang fanpage bán hàng của mình luôn, và rất mong là các bạn lúc đó thì các bạn sẽ ủng hộ mình lại nha. Và hiện tại thì mình chỉ bán thức ăn với lại lòng được chơi được các thứ các kiểu thôi, và những bạn nào mà muốn mua đồ ăn hay là thức ăn gì đó thì có thể ủng hộ mình ha, giá thì cũng ok đấy, cũng vừa đủ tiền các bạn thôi, mình sẽ không bán mắc được đâu. Đấy, mình bán thì nói chung cũng là chả bao nhiêu đâu, chủ yếu là đủ chi phí để mà làm video cho các bạn xem thôi ha. Rồi thì mình đã trả lời hai cái câu hỏi mà các bạn thường hay hỏi mình đấy, trong rất là nhiều đấy, các bạn nhắn tin fanpage rồi mình hỏi rất là nhiều luôn, và hôm nay mình làm một cái video này để mà trả lời cho các bạn đó, và rất mong là các bạn sẽ ủng hộ video này của mình nha. Và video của mình sẽ kết thúc ở đây nha, và rất mong là các bạn sẽ ủng hộ video này của mình. Rồi xin chào các bạn và hẹn gặp lại, bye bye.